Lúc đầu tôi vào tôi chả biết cái gì, có lúc mà nói tôi chỉ biết ừ thôi. Thế ly là cái ly chứ sao là cái chén? Và cái ly ở trong này gọi là cái ly. Thế cái ly nữa là chính là cái chén. Ừ, nhưng mà cái ly là cái ly chứ sao là cái chén? Cái ly chính là cái ly uống nước dạ. Ở bên ngoài mình. Là cái ly. Ờ là cái ly. À, nhưng mà ở ngoài tôi gọi là cái chén. Cái chén là cái chén ăn cơm. Không, cái chén ăn cơm là cái bát. Ôi, nó lại hai cái. Sao như nồi giống nhau chứ sao khác? Ấy khác chứ. Ở ngoài của tôi gọi nồi thôi. Chứ không gọi son. Con là cái đồ quét môi. Đó đúng rồi, son quét cái môi. Em Quỳnh Linh có biết không? Cái môi chính là cái môi. Thế nhưng mà cái môi thì nó lại có nhiều. Con môi, cái mũi này, cái môi môi múc canh này, rồi cái môi mình thế này. Trời như không biết hiểu là cái nào là cái môi. À. Cái múc canh là cái môi. Đúng rồi, đó. Cái múc canh là cái môi, cái môi là cái cho nên là hai mẹ con không hiểu nhau. Nói hồi rối. Trời rối hết rồi, rối thế là luôn. Tôi tự giới thiệu tôi là Hà Thị Hồng, 68 tuổi, hiện nay đang sinh sống ở phường Nghệ Bình Phước, quận Thủ Đức, cán bộ về nghỉ hưu. Em cũng giới thiệu em là Phạm Thái Hà, em 36 tuổi. Bây giờ việc của em là trợ lý, với em làm dâu cũng được 12 năm rồi. Mình có mấy bé rồi chị hả? Hiện tại chỉ có một bé trai là 11 tuổi, bé gái là 9 tuổi. Cô hình như là tên cô là lạ nha. Vâng, tôi là một người dân tộc Tày, quê ở Lạng Sơn. Vâng, tôi cũng có tham gia chương trình là gia đình tài tử một lần, cũng hồi ở tại hội trường này rồi. Thì gặp Quỳnh Linh rồi đúng không? Vâng. Cô gặp con dâu tương lai mình có ấn tượng gì trong những ngày đầu tiên không? Cũng lúc đầu ấy thì tôi cũng thấy cũng nhỏ nhỏ dễ xinh. Thế nhưng mà có mỗi một cái là cái ngăn cản nhất là nó khác dân tộc. Ăn người ta bảo ăn giống nhau mà ở không giống nhau. Đấy, tôi tính như thế tôi cũng khó ái ngại. Em dân tộc gì? Dạ em người Kinh thôi. Trời ơi, Kinh quen quá mà có gì đâu lạ. Nói về văn hóa phong tục thì giữa người Tày và người Kinh nó có gì khác xa trong cái thủ tục cưới hỏi không cô? Không, cũng có, cũng khác chút nhưng mà khác không đáng kể đâu. Tôi tổ chức cho hai đứa thì cũng cưới ở trong này chứ cũng không cưới ở ngoài Bắc. À vậy thì đơn giản quá rồi đúng không? Đúng, làm cho đơn giản đi. Dạ. Đại khái là như thế. Ấn tượng của chị khi gặp mẹ chồng nó như thế nào chị hả? Biết là khác dân tộc nhưng mà mình không có biết là thì đối với người Tày á, thì người ta sẽ nhìn về con dâu như thế nào. Còn trong khi mình thì ở đây á, nói chung là em đi lấy chồng là trước đó em không có biết nấu cơm. Rồi vậy thì khi mà về ở với nhau làm dâu đó thì giữa cô với con dâu có những cái điều gì nó không hợp nhau về phong tục tập quán về này kia không cô? Ở với nhau thì cũng không có gì khúc mắc lắm. Thế nhưng mà riêng cái ăn uống ví dụ như là hay là tiếng nói chẳng hạn. Lúc đầu tôi vào tôi chả biết cái gì, có lúc mà nói tôi chỉ biết ừ thôi. Bởi vì sao? Cái chén thì lấy cái bát đó. Ở ngoài gọi cái bát thì tôi bảo nó bảo lấy cái chén, tôi chả biết là cái chén là cái gì, tôi cứ tưởng là cái ly uống nước. Cái ly uống nước ở ngoài Bắc mới là bảo cái chén, còn cái ở trong ấy thì là bảo cái chén là cái bát. Ai cười cái ly là cái ly chứ sao là cái chén? Mà cái ly ở trong này gọi là cái ly. Thế cái ly nữa là chính là cái chén. Ừ, nhưng mà cái ly là cái ly chứ sao là cái chén? Cái ly chính là cái ly uống nước. Dạ. Ở bên ngoài mình là cái ly. Là cái ly. Nhưng mà ở ngoài tôi gọi là cái chén. Cái chén là cái chén ăn cơm. Không, cái chén ăn cơm là cái bát. Ôi nó lại hai cái. Cái ly ngoài bát gọi là gì? Cái ly ngoài bát gọi là cái chén. Là cái chén. Mà cái hôm mà nói cái chuyện bảo tìm cái bật lửa để gió bếp á, thì nó bảo là mẹ ơi cái hộp quẹt đấy. Tôi chả biết là cái quẹt là cái gì nữa. Trời ơi, xong rồi tôi mấy tháng, mấy năm trời tôi chả hiểu, có lúc mà nói một cái là tôi chả hiểu là cái gì nó ở đâu nữa. Mà có một cái so cái nồi cũng thế, nó khác nhau lắm. Xong mãi về sau... So cái nồi giống nhau chứ sao khác? Ấy, khác chứ. Ở ngoài của tôi gọi nồi thôi, chứ không gọi son. Con là cái đồ quét môi. Đó, đúng rồi, son quét cái môi. Em Quỳnh Linh có biết không? Cái môi chính là cái môi. Thế nhưng mà cái môi thì nó lại có nhiều. Con môi... cái mũi này, cái mũi múc canh này, rồi cái mũi mình thế này, trời như không biết hiểu là cái nào là cái mũi. Múc canh là cái mũi. Đúng rồi, đó. Cái múc canh là cái mũi, cái mũi là cái mũi. Cho nên là hai mẹ con không hiểu nhau. Nói hồi rối. Trời rối hết rồi, rối thế là luôn. À, thì ra là đó những cái điểm
không hợp nhau cũng không hợp nhau á. là như thế đó. Nói còn tức cái nè. À nó tức mà. À, nó lấy cái môi kêu lấy cái môi mút canh. À. Quê lấy cái môi mút luôn. Đã đã. Thằng em có những điều gì em hợp đấy mẹ, là hai mẹ chồng và con dâu nó không hợp nhau là cái dạng nghe tính như thế. À, lúc mới về thì do là khác dân tộc á, thành ra là em nghĩ là nếu như mà mình biết á thì mình hãy làm, còn mình không biết thì mình cho qua được cái gì cho qua. Thành ra là mẹ thích sao thì mẹ cứ làm vậy, còn thí dụ mà mẹ cần cái gì thì mình sẽ đáp ứng. Nhưng mà thì mới đầu nó chỉ là cái giai đoạn nó có hơi bỡ ngỡ về cái cách dùng từ thôi. Còn về vấn đề ăn uống thì sao chị hả? Ở đây thì mình ăn theo kiểu ăn công nghiệp á. Ừ. Chị thì chị ăn đơn giản là thịt heo, thịt bò, thịt gà, chỉ có tập trung như chế biến vậy thôi. Còn ngoài kia thì họ có những cái món đặc sắc hơn, những cái gia vị nó lạ hơn. Ví dụ như họ hay ăn nghệ, rồi hay ăn gừng núi, cái vị gừng núi nó cũng khác lắm. Khi em sinh con thì ở trên đó họ nói là khi phụ nữ mà sinh nở thì sẽ ăn nghệ để cho nó mau lành. Thì thành ra là bà sẽ chế biến những cái món đó cho em ăn thì... Em chỉ nhớ cái lần đầu tiên em ăn nghệ là em có hơi hơi bất ngờ chút. Nhưng mà đại khái là cũng động đũa một ít thôi chứ không có nhiều, tại mình không ăn quen. Có một cái khác chút nữa, ví dụ như bà thì bà thích ăn mặn, còn em thì ăn lạc. Góp ý riết rồi thì nói chung là nó vô đạn cân nhé. Thí dụ bà nấu lạc để cho mọi người cùng ăn được, còn thí dụ bà thích ăn mặn thì bà có chén nước chấm ở cái bên. Đơn giản rồi hả? Dạ. Có bao giờ mẹ con mâu thuẫn với nhau điều gì chưa? Dạ thực ra là không có nói ra, giống như người ta nói là bằng mặt không bằng lòng á. Nhưng mà mâu thuẫn nó cũng xuất phát ở cái giai đoạn mình nuôi con nhỏ thôi. Cái cách nuôi con ở ngoài đó nó, hoặc là cái thế hệ trước nó khác với tụi em bây giờ một chút. Thí dụ con mình bị bệnh đi, thì do bà thì bà làm bệnh viện thì bà hay là sử dụng thuốc, uống kháng sinh. Còn trong khi mình thì mình tham khảo nhiều thứ thì mình thấy à phải đợi đi bác sĩ. Rồi có cần thiết phải uống kháng sinh hay không, rồi mới bắt đầu cho cháu dùng thuốc. Thành ra nó có sự khác một chút. Vấn đề chi tiêu gia đình chẳng hạn, đối với mẹ thì mẹ em thì lại hơi để ý một chút về cái vấn đề đó. Tiết kiệm hả? Tiết kiệm, dạ. Có khi nào cãi nhau không? Cãi nhau về chăm con với lại là về tiêu tiền điện nước thì kêu. Nói về cái chuyện cãi nhau thì không nói, nhưng con dâu tôi nó cũng hiểu đúng như là con dâu vừa nói. Có lúc bằng mặt không bằng lòng, có lúc mà tôi nói cháu như thế này thế kia, điện ấy có lúc nó bật hết khắp nhà luôn, từ ở tầng 1 lên tầng 2, rồi nước ấy cũng dùng quá nhiều đi. Thế xong mở từ sáng đến chiều luôn. Có lúc là đi xong đi làm á thì điện quạt rồi máy lạnh vẫn để y nguyên. Tôi vào tôi mới thấy trời ơi, điện máy lạnh để thằng nào tiền điện cao. Tôi cứ nói như thế. Tôi chỉ có lúc nói lòng bầu mấy cái như thế thôi. Còn tôi nó bảo thôi mẹ ơi, tiền nước điện thì cứ dùng thả phành đi. Nghĩ gì cái đấy. Nó nói một câu thật tội loạn thình. Là cả dạng như thế thôi. Chứ không cãi nhau. Lại cãi lại cãi nhau đúng không? Nói thì sợ rằng là gia đình mình nó gây khúc mắc các thứ nó khó. Là cô không có nói. À không có nói. Đây thế đó. Thôi em Quỳnh Linh có nhận không? Dạ đây, không đây, nói đây. Lâu nó giữ trong lòng. À giữ trong lòng. Thì ức đúng thế không? Nhưng mà có mỗi cái là qua cái chương trình này tôi cũng muốn nói là đấy. Nói luôn, nó, có nói gì luôn. Nói hết. Nói luôn hết thật. Dạ. Để cho mọi người là hiểu là đấy. Có lúc mà mình bực trong lòng mà mình cũng nói. Đúng rồi, bực xong rồi. Mà thứ hai nữa là con bây giờ hình như nó chỉ mê về làm ăn kiếm tiền thôi. Chứ còn cái tình cảm mẹ chồng con dâu hay là bố mẹ trong nhà thì nó ít quan tâm, không quan tâm mấy. Nhưng mà nhiều khi là cô ít nói quá nên là chị không hiểu. À đúng rồi, đúng rồi, đúng cuốn hai mẹ con nói. Không tìm hiểu. Cô ở nhà cô ít nói nè. Nhà cô nói thế này không? Không. Vậy là bữa nay được việc. Được việc mới nói. Là trúc hết luôn đúng không? À nói hết cho anh Quỳnh Linh anh biết. Mẹ Thảo nói vậy em cảm cho nên là tại chị cũng tính ít nói, mẹ cũng ít nói, thành ra là như hôm nay mẹ nói thì mới biết là thực sự là mẹ cũng muốn được quan tâm như vậy. Em ít nói cho nên em ít có thể hiện ra ngoài. Mình để ý và mình rút kinh nghiệm. Mình nấu cái đó ra, bà không có thích ăn chẳng hạn, thì em nói em biết là ở trong bụng bà không thích cái đó, lần sau em đổi cái khác. Nhưng mà em không có nói ra. Đấy, cái quan trọng là em không nói ra. Dạ. Tại sao hôm nay mẹ em gặp anh? Dạ. Một cái người cũng ít quen biết nhưng mà nói hết rồi tẹt luôn này. Tại sao em là người trong nhà mà tại sao bao nhiêu năm rồi không nói? Dạ. Mình cứ gợi chuyện đi. Không nói thì mình hỏi đúng không? Không, không nói mình hỏi. Mẹ sao mẹ buồn mẹ? Mẹ sao hôm nay tiền lương mẹ sao mẹ? Mẹ ơi như là tới ngày sinh nhật mẹ. Đúng rồi đây. Đúng rồi.
tiền ăn mày gãy cái ngày sinh nhật. Tôi là 68 mà bây giờ là tuổi mụ là 70 à. Thế nhưng mà chả thấy con nào nó quan tâm đến bảo hôm sinh nhật mẹ mà xem mẹ có mua cái gì không. Thấy chưa à, hay là mẹ thích ăn cái gì không ừ. À, không, không có. Chỉ cần hỏi chả cần phải mua gì đó. Mẹ bảo trong cân mua gì vậy mốt chị hỏi rồi. Bác nói đi, bác đây mua luôn. Phải mua chứ. Phải mua mua thôi, có kể cả 50, 30 cũng được. Đúng rồi, 10 cũng được. Nhưng đây. Phải mua ừ. Ít nhất là tặng mẹ một bông hoa hồng. Dạ. Hôm nay khi mẹ nói ra, nói về mẹ vui thôi. Vâng. Trong lòng đau lắm á. Có bao giờ em tặng một cái bánh kem hay là một bó hoa gì cho mẹ chưa? Dạ chưa. Đó. Dạ. Em á thì em cứ hay cứ khều khều ông xã em vậy đó. Em nói 8 tháng 3 anh bận gì bận, mà tối về anh đi chợ nấu cơm, cả nhà cùng ăn cơm. Ừ. Bản thân em thì em chăm sóc về cái dạng tinh thần đó. Em lo về cái chung hơn. Dạ. Nhưng mà về chi tiết thì dạ thiếu, thì không? Em bị thiếu cái đó. Thì hôm nay bà nói thì em cũng hiểu hơn. Ừ. Thật sự là chúng ta nên quan tâm với cái điều đó nhiều hơn, bởi vì nó là tinh thần. Dạ. Một đúng chút rồi. Cũng là tinh thần. Đúng rồi, tinh thần thôi. Dạ. Nhưng mà cô ơi, lâu lâu cô cũng hỏi thăm chuyện cái cho chị vui nha. Vâng, rồi 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 rồi. Hai người có qua có lại, gia đình nó vui vẻ. Vâng. Mình đâu mình hỏi nó, đôi khi mình cũng quê chứ. Không phải. Hỏi tôi. Có phải hỏi với anh Quỳnh Linh ấy. Bởi vì sao? Tôi lúc nào tôi chẳng nhẽ tôi mẹ chồng tôi lại đi hỏi con dâu thế nào thế kia đâu. Rồi để xem con trai cô nói gì nha. Vâng. Thì mẹ mình ấy, là một người thương yêu các con, từ cả con trai đến con dâu. Chỉ có điều là bà hơi ít nói, tính bà thì nói hơi to một tí xí. Con dâu lúc đầu ban đầu cũng không hiểu, cứ tưởng là bà quát mắng. Nhưng mà thực sự là đây là cái thói quen của bà rồi. Còn vợ thì công việc bên ngoài áp lực nhiều, nên về là cũng đôi lúc là cũng hay nóng với các con, nói nặng các con một chút, thế nên là nhiều khi các cháu cũng sợ. Về mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống được lâu hơn với các con, với cháu. Cô có muốn con dâu mình, nói thẳng luôn, muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Có mỗi cái là hơi quan tâm về đến y tinh thần rồi mọi cái của mẹ một tí thôi. Bây giờ đó em hứa với mẹ đi, hứa mẹ chồng sắp tới sẽ làm điều gì? Không, là may mắn là có chương trình mẹ bây giờ là con dâu con rể là biết hết rồi. Thành ra bà không có lo về sau nữa. Rồi. Cảm ơn. Chúc mẹ chồng nàng dâu sẽ gần nhau hơn. Vâng. Chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dạ. Một kỷ niệm dành cho gia đình. Dạ. Chương trình có phần quà dành cho cô. Vâng. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu vâng. của Nhật Bản. Rồi. Và cái này dành cho chị riêng đây ạ. Và Natto Gen giải độc gan, tăng cường chức năng gan, công nghệ sinh học và giảm men gan trong 6 tuần. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình nhé. Dạ. Chồng con rồi ly dị với con thì sốc. Ôi là sốc mà đến nỗi hả thiếu điều muốn lên máu luôn. Đúng rồi. À. Xin chào đón chồng mẹ vợ con rể ạ. À. Dạ chào cô. Dạ, chào anh. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ chào MC cô. Dễ thương. À, dạ. Mình từng mến mộ. Dạ chào quý vị khán giả. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cô có thể giới thiệu mời mình cho cả nhà cùng biết ạ. Dạ, tôi tên là Quỳnh Thị Mai, năm nay 57 tuổi, hiện đang ở quận Gò Vấp. Và nghề nghiệp đó là kinh doanh phụ buôn bán với các con quán cơm chai ở quận 12. Dạ. Bữa nào lên ăn cơm chai bữa nha. Dạ, mời, miễn phí. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Mình tên là Phạm Hoàng Nhất, năm nay 42 tuổi, nghề nghiệp là hiện giờ là bán cơm chay, cũng kiêm luôn đi hát ca lẻ anh. Dạ. Nhìn cái vẻ ngoài là biết là nghệ sĩ rồi. Dạ. Năm nay em thì đến với chương trình này là một điều mà em mơ từ lâu. Wow. Để có một dịp để em tỏ lòng với mẹ vợ. Dạ. Anh ở với mẹ vợ bao lâu rồi? Ai rể là tính ra là 22 năm. Wow.
khổ và phải nói rất ấn tượng ha. Dạ. Thôi giờ trước khi mình vô câu chuyện mình hát ca lẻ cái đi. Dạ. Cho nó vui vui đó ha. Thì em sẽ trình bày một ca khúc chính em sáng tác. Wow. Bài hát được mang tên Hồi ký về mẹ. Mẹ sinh ra con, mong muốn con vuông tròn. Đời mẹ gian nan, không mang đến tuổi xuân. Từng đêm ru con, lạnh ước riêng của mẹ. Còn lại phần con, ấm khô yên giấc nồng. Mẹ sinh ra con, khó khăn mẹ không màng. Chỉ mong cho con mai này lớn thành danh. Dù bao khó khăn, đắng cay mẹ cam chịu. Tình mẹ bao la, tiếng ru thấu tận trời cao. Khi mà nghe hát xong này tôi nhớ, giờ nhớ quen quen. Gặp nhau hát ở đâu rồi nè? Dạ, gặp bên chương trình Gia đình tài tử anh. Rồi, đúng rồi. Dạ. Được giải thưởng 10 triệu đúng không? Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ mình chia sẻ cái cuộc gặp gỡ đầu tiên với con rể của mình như thế nào? Ấn tượng nhất với con rể là lúc đầu đó coi như là còn trẻ nhỏ lắm, ông nhôm mà. Mà mình nghĩ là lúc đó hai đứa mà quen nhau thì thấy còn nít lắm. Mà cái xóm ở bên của con rể ở á, nghe tiếng là sợ. Đó, là mình nghe mình thấy dữ dằn quá cho nên cũng sợ. Cho nên á, là lúc nào cũng hồi hộp á, rồi cái cũng không có chịu tác hợp. Rồi sau đó thì thấy hai đứa cũng quen nhau quyết liệt quá. Rồi cuối cùng thôi mình cũng đứng ra tác hợp luôn. Cái ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp mẹ vợ như thế nào anh hả? Lúc đó đang éo mưa, tại vì là mình là thợ mưa. Cho nên vợ thì lúc đó là phụ bên xếp áo mưa, thì được nghe là có người nào tìm anh kìa, ghê anh nhất. Cái em gặp mẹ nè, thì lúc đó mẹ mới nói là con có quen với Nhung phải không? Thì lúc đó dạ con có quen. À, cô là mẹ của Nhung nè. Em bất ngờ, thực sự rất là bất ngờ. Thì mẹ đến thì mẹ cũng nói là tụi con còn nhỏ thôi, quen vậy thôi, đừng có đến với nhau mà dạng như là sâu quá thì xa quá. Thì lúc đó thì em cũng nghe dạ. Lý do sao mà em về làm rể ở gia đình mẹ? Khi con còn trong bụng mẹ thì ba em đã bỏ đi rồi, thì mẹ em thì cũng sanh ra được vài tháng cũng cho bà ngoại nuôi, để cho ngoại nuôi, thì cũng đi cũng đi xây gia đình mới. Thì tình thương của em là chỉ có một mình bà ngoại thôi. À, ngoại mất thì em coi như tình thương đã không còn ai. Thì khi về mà vừa đám cưới xong thì em phải tập kêu bằng mẹ, bằng má, bằng ba. Khó lắm. Tại vì từ nhỏ tới lớn mà không có kêu được. Cũng khó lắm. Khi mà kêu mẹ thì cũng nhút nhát lắm. Thì về làm rể rồi thì mẹ thì cứ nhìn theo cái cảnh của mẹ mà noi cái gương. Thì mẹ lao động cực khổ mấy chục năm cũng vì con cái. Thì em về thì em sẽ cố gắng, giống như là mình bây giờ là bất cứ cái gì em cũng làm được, trừ sửa điện tử là em không biết thôi. Có thể làm giúp mẹ bất cứ điều gì mẹ cần, hàng cửa hay bất cứ xây hồ em làm được hết. Còn như mẹ là có thêm cánh tay đắc lực rồi đó. Dạ. Có những cái điểm nào mà hợp nhau giữa hai mẹ con? Dạ, coi như là sạch sẽ rồi nó có ý tứ, với lại giống như là một trụ cột trong gia đình, là quán xuyến nó lo hết tất cả trong ngoài. Trời, đó là gia đình hả? Vợ chồng con cái hay mẹ gì là coi như là lo hết rồi. Các cái gì vật dụng trong nhà hư là coi như là mình rể làm không à. Có điểm gì mà nó nhỏ nó không hợp nhau không? Ngoài những cái chuyện hợp nhau đó là không hợp nhau. Con cái là tánh hơi nóng nảy bất đồng chút, coi như là muốn làm gì là làm cho lợi gan mình thôi. Có khi nào giờ làm cho mẹ vợ buồn không? Chưa có anh. Ví dụ
nặng lắm. Cái này là buồn lớn luôn á, sốc lớn á. Hồi hơn khoảng 10 năm em có vừa chạy xe vừa đi đi hát rồi chở anh em nghệ sĩ về hát ở tận miền Trung, đầu đường tháng mấy về cái cũng có mèo. Mèo là gì? Vậy mà vậy như nhỏ nhỏ vậy nhí á. Cái đợt đó đi về xong cái lật đật về nhà nghe tay nghe lúc mà quen mới quen mấy vậy mà cái bị thì người đó giống như là về là phải ly dị em mới lấy cái về một về mới một hai ngày sau em ly dị đi trời cái mà xã em khóc quá trời không biết lý do gì khóc quá trời khóc rồi tức quá mới điện lên mẹ thì lần đó là em nghĩ là em làm mẹ đau lòng nhiều nhất đâu có đau lòng đâu tan nát lòng chứ đau lúc đó mẹ sốc dữ lắm đúng không sốc lắm coi như là mình không có thể nào ngờ khi mà nghe cái tin con gái nói chồng con đòi ly dị với con thì sốc ơi là sốc mà đến nỗi hả thiếu điều muốn lên máu luôn cuối cùng giải quyết sao ba mẹ con mới là họp mặt lại tâm sự nói hỏi chuyện với nhau. Chị hỏi quá trời mà con rể không nói một lời luôn, không nói được cái gì trơn á. Chị có hỏi tại sao là con đòi ly dị vợ thì cũng ngồi làm thinh là cũng không nói vậy đó, mà sợ chị lắm lắm la lắm lét không có dám dòm chị nữa, không dám nói thẳng luôn. Cái chị mới nói thôi bây giờ á, nếu mà con muốn ly dị á thì ly dị, một khi con đã quyết rồi thì không ai cản á thì chấm dứt, là chia tay sớm bớt đau khổ thì cũng được. Đó. Thì con gái chị nó buồn lắm, nói nó cũng khóc hoài. Cuối cùng sao em thoát khỏi con mèo đó? Nói chung là mình u mê thì lắm lúc cũng phải cái tỉnh ngộ. Bất chợt anh, thí dụ bữa đó em đang ở dưới quê với bạn gái đó. Đang ngủ, lúc đó khoảng 7 giờ mấy là ngủ rồi, ở dưới quê mà. Bất chợt con gái giữa của em á, lúc đó nó mới 5 tuổi. Điện thoại hỏi ba ơi sao ba chưa về nữa. Em tỉnh ngộ rồi. Cái em đi ra ngoài sau đằng sau vườn á, em ngồi đổ mồ hôi hết luôn. Em suy nghĩ liền, em nói tại sao mà mình có vợ con ở nhà, hiện giờ tại sao mình ở đây làm cái gì? Cái em tỉnh ngộ thì sáng hôm sau thì em xin phép em đi về. Thì về thì em cũng viện cớ là em về thôi, khi về đó là em về luôn. Em về thì em mới tâm sự với vợ em, nói là cũng xin lỗi. Thực sự anh cũng không muốn, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Thì thôi, cho anh một cơ hội để anh gặp mẹ với gia đình để anh xin lỗi. Thì lần đó thì em về em xin lỗi, thật sự em như con nít. Em nói thẳng luôn. Em nói thẳng luôn là em nói thực sự ra là con không muốn làm mẹ đau lòng. Chuyện gì đến với con thì con nhận trách nhiệm của con. Mà em như con nít em khóc mà em nói không ra lời luôn. Em xin lỗi từ trong tới ra ngoài, xin hết gia đình luôn. Và cuối cùng mẹ tha thứ. Dạ. Thì nó về cái là khóc lóc rồi xin lỗi quá trời luôn. Thì lúc đó mình cũng mềm lòng, rồi cái mình cũng tha lỗi luôn để cho vợ chồng con cái vui vẻ. Quan trọng là vợ có tha lỗi không? Dạ, vợ em thì thương lắm. Nói chung lại là trong cuộc sống mà đôi khi mình có một cú sốc gì mà mình biết chia sẻ, mình thẳng thắn, dạ, nhận lỗi thì chắc chắn mọi người xung quanh trẻ sẽ tha thôi thứ như là đó. Chỉ dạ, một cú sốc đó là nặng nhất bây giờ trong đời. Xem coi vợ của em sẽ chia sẻ điều gì đây. Lúc này một tuần nhiều khi anh đi ra ngoài 2-3 ngày á, về khuya. Cũng vì làm ăn, giao tiếp với đối tác. Anh muốn đột phá những chuyện làm ăn, mong mẹ thông cảm, hiểu cho ảnh. Chỉ có nhiều lúc làm ăn á, không được may mắn thì ảnh chỉ sợ mẹ buồn thôi. Sau chương trình này, con rất mong mẹ và chồng con hiểu nhau nhiều hơn để xây dựng cho gia đình hạnh phúc và bền vững hơn. Hôm nay muốn có muốn nói gì với vợ em không? Cũng nhờ chương trình này thì gia đình mình gắn bó nhiều hơn. Rất mong mẹ và em luôn luôn hiểu anh trong công việc, vì hiện giờ là gánh vác trong gia đình nó hơi nhiều, cho nên là em ra ngoài em cũng phải có muốn làm ăn thêm chứ không có ý gì hết. Thật sự là không có còn mèo nữa, hứa luôn. Tốt rồi. Dạ. Cô có muốn con để thay đổi điều gì không? Mẹ cũng mong cho hai vợ chồng con là luôn luôn hạnh phúc, hiểu nhau nhiều hơn, rồi cũng là thông cảm với nhau,
sống với nhau là coi như là chan hòa, đừng có gây gỗ, là điều đó là hạnh phúc lắm. Rồi là nên hiểu mẹ hơn một tí, cố gắng là bây giờ mẹ cũng đã lo cho các con hết. Thì bây giờ thì sức thì càng ngày thì tuổi cao thì hả sức càng hả kém đi. Yeah. Thì các con nên lo cho sức khỏe của các con rồi mẹ, để mà giống như là mình chung sức lại để mà xây dựng một mái ấm gia đình cho tốt hơn. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Thôi, nói gì với mẹ vợ đi. Đến với chương trình thì là em đã nghĩ ra ba điều mà em muốn nói với mẹ. Nói đi. Thứ nhất là cảm ơn mẹ đã sanh ra một người vợ tốt, một người vợ hiền cho con. Thứ hai là mẹ là người mẹ cho con được kêu được một tiếng mẹ, và một tình thương của một người mẹ thực sự mà con chưa từng có. Thứ ba là con cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con, cho nên mới có được ngày hôm nay con hiện diện tại sân khấu này. Con cảm ơn mẹ. Tức là bỏ qua đi tất cả mọi cái quá khứ, hay là tiến tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Và cứ như thế này nha. Mẹ con tình cảm như thế này rất tuyệt vời rồi. Chia sẻ nhau, thẳng thắn nói chuyện với nhau là một kỷ niệm gửi tặng gia đình mẹ con. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và bình an. Lần đầu tiên gặp mẹ thì ấn tượng với mẹ là cặp chân mày của mẹ. Ủa sao vậy? Tại lúc đó chân mày của mẹ nó trâu xuống như vậy nè, nên nhìn mẹ nghĩ chắc mẹ khó lắm, nên lúc đó cảm thấy rất là lo. Xin mời. Đây, chào cô, chào em. Chào cô, chào chị. Mời cô ngồi. Dạ, xin mời chị ạ. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình ha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất thoải mái. Rồi, bây giờ thì xin mời cô giới thiệu về mình. Kính chào MC Quyền Linh và cô Lê Lộc. Dạ. Quý khán giả thân mến, tôi là Nguyễn Thị Nương, 53 tuổi, đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm điều dưỡng cặp dưỡng cấp dưỡng tại trường mình mầm non Bình Minh. 53 tuổi, trẻ hơn chú. Trẻ hơn chú mà cuối cùng trẻ hơn chú. Trẻ quá. Nhìn chú tưởng đâu 63. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào Lê Lộc, xin chào khán giả xem đài. Em tên là Phạm Thị Hồng Lan, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên tư vấn hãng xe ô tô Kia. Em có một bé trai được 3 tháng tuổi, em là mẹ được làm dâu mẹ được 1 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận ấn tượng về cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên gặp dâu thì nói chung nó rất là dễ thương, nhưng mà có cái nó hơi ốm, rồi nó cũng vui vẻ, thì nói chung cũng có một chút cảm tình. Đều hơi ốm chút xíu rồi ha. Ốm thôi, ốm lắm. Vậy hồi đó là nó 38 kg rồi. Đây có 28 thì. Ốm đâu. Là các cô con dâu á, khi mà mình gặp mẹ chồng lần đầu tiên, mình cũng phải chăm sóc cho nó ngoại hình chút xíu. Rồi còn có một cái kỷ niệm nữa là một mối quen thì nói chung nó không biết chạy xe. Về mới nói là bác nói rồi nha, con phải về tập xe chạy xe đi thì bác mới cưới. Còn nếu mà con không biết chạy xe là bác không có cưới. Cái nó mới nói, ủa sao vậy bác? Rồi cái cô mới kể, cô nói là nếu mà phụ nữ mà không biết chạy xe sau này cũng khó lắm con, đi làm rồi cũng nó bất tiện lắm. Rồi nhiều khi cái gì không lẽ để chồng mình không vậy thì nó cũng khó khăn lắm. Rồi cái nó mới nói dạ vậy thôi con cũng cố gắng con tập xe. Đó, chừng sau mấy năm sau mới tập xe rồi. Nhờ sức ép của mẹ chồng mới được chạy xe ha. Dạ đúng rồi, mẹ hùng ghê quá. Mẹ kêu con không biết chạy xe là bác không có cho con cưới đâu nha. Lúc đó thương chồng quá là đương nhiên phải cố gắng chạy xe để được cưới chứ. Bây giờ nó chở lại tập chạy xe được chở mẹ chồng chưa? Mẹ không cho em chở, mẹ toàn chở em không à. Không biết là chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Lần đầu tiên gặp mẹ thì ấn tượng với mẹ là cặp chân mày của mẹ. Tại lúc đó chân mày của mẹ nó trâu xuống như vậy nè, nên nhìn mẹ nghĩ chắc mẹ khó lắm, nên lúc đó cảm thấy rất là lo. Trâu xuống tại vì lúc đó mẹ đang xăm. Mẹ đang xôi. Xôi đó. Xôi của nó ốm thế nào. Với lại chồng em thì lúc đó là to cao trắng trẻo lắm, còn em thì lúc đó ốm nhách mà đen nữa, nên sợ mẹ thấy ngoại hình hai đứa không có cân xứng. Rồi cấm cản không có chơi quen, mà hên sao là mẹ không có cấm vẫn cho hai đứa tìm hiểu nhau. Giờ thấy chân mày mẹ còn trâu lại không? Dạ. Mẹ cạo quá. Rồi sau đó về làm dâu thì
Nó có giống như những ngày đầu không cô? Cũng dễ thương vậy dễ thương, hả? Rất là vui vẻ, thì rất là ngoan. Rồi điều con cái là nấu ăn nó không có được chậm rẻ. Thì nói ra thì nói tại vì con đi học không, mẹ con làm hết rồi. Thành ra nó không biết làm gì hết. Ăn cơm thì nói chung là có nhiệm vụ rửa chén thôi. Cũng xin với lại sạch, nó rửa cũng sạch, sạch lắm. Mà hơi là chưa bởi cái chén nào. Rồi khi mà về làm dâu mấy ngày đầu mình gặp khó khăn gì không chị? Dạ cũng không gặp khó khăn gì đâu chị. Tại vì nó là làm dâu một năm thôi, nhưng mà em quen chồng em được tới 6 năm. Thì trong cái khoảng thời gian 6 năm đó là em cũng có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhà chồng em rất là nhiều. Khi mà em đi học á thì nhà xa, nên mỗi lần về chơi á thì mấy ngày cuối tuần á ở với mẹ. Có ngủ chung với mẹ chồng lần nào không? Dạ có, mà nhiều khi lâu lâu hay sợ ti mẹ nữa. Con dâu này rất thân thuộc, bởi vì những nàng dâu á là họ ngủ chung mẹ chồng, hay tâm sự mẹ chồng, ôm mẹ chồng ngủ, là những cô dâu với mẹ chồng rất là thân thiết. Đúng với nhau rồi. Có bao giờ cô giận con dâu chưa? Cũng nhiều lúc cũng hơi giận, có cái là như chồng nó mà đi chơi hơi khuy phi hay gì đó, nó cũng hơi càm ràm. Mẹ cũng khuyên là nói thôi kệ nó, con cứ vợ nhưng mà cũng phải cho nó giao tiếp với bạn bè chút xíu. Rồi nói xong rồi con nó cũng hiểu, nói dạ vậy hả, con sợ anh đi chơi phi đồ này nọ, thôi con lo. Rồi thôi nếu mà nói vậy thì mẹ hiểu rồi, thôi để mẹ cũng nói con trai là hạn chế cái giờ giấc vậy đó, thì hai mẹ con cũng chia sẻ. Nhưng mà hai mẹ con mình hợp nhất điểm gì chị? Hợp nhất là về khoảng làm đẹp, mua sắm rồi chia sẻ. Ở nhà thì em với mẹ là hay nằm chơi với nhau lắm. Hai mẹ con cầm điện thoại lướt Facebook, rồi chỉ cho mẹ mấy cái ứng dụng chụp hình đang thịnh hành của đứa trẻ hiện nay á, để mẹ đi chơi với bạn bè rồi mẹ chụp hình cho đẹp, rồi về nhà rồi giúp mẹ chỉnh sửa ảnh rồi mẹ up lên Facebook cho đẹp. Tóc như thế nào, rồi trang điểm sao, rồi quần áo đi chơi lần nào là mẹ cũng qua hỏi là con mặc đồ này đẹp không con, có hợp với mẹ không con, có mập không con. Rồi sau đó xong xuôi hết, em ok hết, rồi mẹ mới đi ra ngoài, mẹ đi chơi. Thôi, coi như con dâu là chơi với mẹ chồng suốt vậy đó hả? Dạ. Có những điều gì cô thấy chưa hợp với con dâu của mình? Nấu ăn thì nói chung chưa rành, nhưng mà nó cũng cố gắng, nhưng mà có cái là cũng khắc phục những cái gì mà nó không làm, thành ra gia đình cũng không có gì mà... Giờ nấu món gì ngon nhất rồi cô? Thì nó làm nước á, nó nấu ăn thì nói chung chưa rành hôn, nhưng mà làm cái món hỏi mà bữa nào mà nấu nhà mà nướng cá rồi đó, là nãng làm cái món muối chấm á, rất là ngon. Trời ơi, nó giỏi gì ta, muối chấm mà làm được ngon. Chứ còn nấu thì nó không rành, cơm xong thì làm nước như trái cây, nước ép đồ làm rất là ngon. Dạ. Được cái ưu điểm đó. Làm muối chấm với làm nước ép ngon, vậy là khá rồi đó. Nhưng mà không biết là chị thấy mình chưa hợp với mẹ điểm gì không? Em thì em thấy chưa hợp với mẹ điểm là về cái mặt ăn uống. Mẹ thì rất là dễ ăn, món nào mẹ ăn cũng được hết. Còn em thì kén ăn lắm, lúc mà cưới về á, nhà thì hay ăn món khổ qua, em thì không ăn được, nên mẹ cũng hạn chế là nấu cái món khổ qua đó. Rồi nhà thì thích ăn hủ tiếu, em thích ăn phở. Nói chung là nó kéo ngoan về cái ăn uống của hai mẹ con lắm. Một phần nữa là mẹ thì lại sợ mập, em thì lại muốn mập, nên nhiều khi hai vợ chồng đi đâu chơi á, mua đồ ăn vặt của về cho mẹ biết đó mẹ ăn á, đủ mẹ ăn, mẹ kêu thôi mẹ sợ mập lắm, mẹ không ăn đâu con. Mẹ sợ mập đó hả? Dạ. Lúc thỉnh thoảng mẹ còn hỏi em nữa là con nhìn mẹ có mập không, dạo này con thấy mẹ ăn sao. Em thì thấy cũng vậy, em kêu là không mẹ, con thấy mẹ cũng đẹp mà, mập lên xíu cho nó sang, mà con thấy mẹ lên đồ vậy vẫn còn mướt mát lắm, yên tâm đi mẹ. Mẹ thì không có mập, hơi mất chút thôi. Hơi mập bây giờ là mình phải ít ăn lại cho lấy eo cỡ con dâu ha. Con dâu thì mập lên chút. Nói chung ăn gì dư đẩy qua nó hết, cứ ngày ăn là đẩy qua cho nó hết. Cái chuyện mà sinh con cái đó, có hợp với nhau giữa mẹ chồng nàng dâu không? Cho em cái phần bồng bột của em á, so với những người phụ nữ mang bầu khác á, thì nó sẽ nở ngang, còn em nó không có nở, nên nhiều khi mẹ hay chọc thôi. Mẹ nói trời ơi, ngực gì đâu mà không nở, lấy sữa đâu cho chú nội mẹ bú trời. Nói vậy cái mặc dù biết là mẹ chỉ giỡn thôi, nhưng mà em cũng hơi bùi, biết cái đó cũng là cái khuyết điểm của mình, thì em cũng lo chứ, sợ không có sữa cho con. Nhưng mà hơn sao đẻ ra mặc dù nhỏ thôi nhưng mà sữa giàu dạt cho trời con. Trời ơi, không ngờ luôn á, nói vậy mà sữa quá trời sữa luôn, không ngờ luôn, không có mua sữa ngoài luôn á. Sữa dư luôn. Cũng mừng. Đây là một câu chuyện mà các cô dâu nhỏ con cũng đừng lo, nhỏ thì nhỏ nhưng sữa vẫn có. Có cái chuyện gì mà mình trong cuộc sống mà mình ngại nói chuyện với mẹ chồng không? Nếu như mà ngại nhất thì còn về vấn đề tiền bạc thôi anh. Trong cuộc sống gia đình bình thường á, mẹ với ba là lo hết, mẹ không có bắt buộc. Nhưng mà đứa nào có tiền thì cho mẹ thêm,
Còn không thì cứ mỗi tháng là em với chồng em lo tiền điện nước trong gia đình thôi. Thì hiện tại thì chồng em một mình, chồng đi làm thôi. Em đang nghĩ thai sản ở nhà với lại lương hai vợ chồng cũng thực sự là cũng chưa có gọi là nhiều á, nên cũng chỉ giúp đỡ mình được một phần nào thôi. Thì em nhiều khi mà về muốn mua sắm cái này cái kia á, muốn làm phụ mẹ nhưng mà lại không có tiền á, nên nhiều khi cũng ngại nói với mẹ. Thì rất là ngại về cái vấn đề đó. Lúc đó là em chỉ nhắn tin qua cho mẹ để nói chuyện cho nó dễ hơn là đối mặt với mẹ. Đúng rồi, nhắn cho nó dễ. Ví dụ như mẹ ơi, con muốn mua chai dầu thơm 6 triệu mà con có 200 ngàn, con thiếu, con ngại quá. Anh nghĩ là cũng không có gì ngại, vấn đề mình được có ỷ vào cái điều đó thôi. Nhưng mà có điều gì đó mà mẹ làm khiến chị bị chạnh lòng chưa? Tuổi thân thì khi mà sinh rồi á thì mẹ, thứ nhất là nhà ở bên phía chồng em á thì da ra phần là trắng hết, còn em là nhìn trai rất là ngâm. Em với chồng em á thì thấy bé nó trắng mà mẹ qua mẹ cứ chê, trời ơi da gì đâu ngâm giống mẹ nè, rồi môi nè, hông gì môi hông có đỏ giống nhà nè, môi ngâm ngâm giống mẹ luôn nè, trời ơi xấu rồi nè, trời ơi nghe buồn tuổi thân hết. Cái lúc nào cũng vậy, cũng nói mẹ con thấy thằng boy nó trắng mà mẹ, sao mẹ cứ nói thằng boy ngâm hoài vậy mẹ. Sau cuối cùng 2 tháng sau ảnh nó nhả trắng ra kêu mẹ boy trắng nha mẹ, môi đỏ nha mẹ. Thì lúc đó lâu lâu thì buồn thôi, chứ mẹ thì tính của mẹ là có cái gì mẹ nói thẳng, có cái vấn đề là con cũng nói thẳng với mẹ luôn. Mẹ đừng có buồn con, tại vì có nhiều khi hai vợ chồng em giận nhau á, bình thường không giận nhau là hai vợ chồng ríu rít lắm. Thì khi đó là mẹ thấy không khí nó nặng nề á, mẹ nói chứ hai vợ chồng vui vẻ thì ở với mẹ, còn nếu không vui vẻ thì thôi hai đứa sắp xếp dọn ra ngoài ở riêng đi, mình ở nhà chồng nữa. Mà cho hai vợ chồng đang giận nhau mà mẹ nói như vậy nữa, cảm thấy rất là buồn với lời tuổi thân, nên mình vẫn chưa có dám nói với mẹ. Nên cũng nhờ cái chương trình này để em gửi lời nói với mẹ luôn, không phải là em buồn hay là gì hết, nhưng mà em cũng mong mẹ là mẹ đừng có nói như vậy, em cảm thấy tủi thân lắm, dù gì cũng là nhà chồng chứ không phải là nhà của em á. Nhưng lúc đó cô bực mình cũng có nói thôi đúng rồi. Thì nói chung là hai chồng phải vui vẻ, nó sống với mẹ thì mẹ ăn cục muối cũng vui, mà hai chồng mà ví dụ mà có hơi có lịch sịch hoài thì ba mẹ không có muốn như vậy. Còn nghĩ dâu chứ thật sự cũng như là con gái trong gia đình vậy đó, nhưng mà nhiều khi hai đứa nó buồn hay gì giận rồi mình thấy mình làm cha mẹ mình cũng khó chịu đó. Mình nói vậy cho nó nói cho nó hết giận thôi đúng không? Nhưng mà chứ... theo con là con sẽ buồn lắm á cô, tại vì đã xa gia đình ruột rồi, qua bên đây còn gặp ba mẹ chồng nói gì nó tủi thân lắm á. Nói để nó rút kinh nghiệm là nó bớt giận nhau rồi mà chứ không có gì không. Nếu mà nói nhiều lần quá là đôi khi là đi thiệt luôn. Gần đi. Hôm nay thì chồng em có nhờ chị Trúc á. Dạ. Gửi lá thư, một câu đưa thư. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Khi biết hai mẹ con tham gia chương trình, con cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng ủng hộ cho hai mẹ con tham gia. Vì con ngại lắm, con sợ quay clip lên, nên con viết thư này gửi cho chương trình. Với mẹ, con luôn cầu chúc cho mẹ mạnh khỏe, vui vẻ, sống hạnh phúc lâu dài với gia đình. Mẹ ơi, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ đã luôn bên con và vợ của con. Với vợ, anh cảm ơn em lúc nào cũng biết suy nghĩ cho anh và cho gia đình. Anh biết á là em thương mẹ và hay nói chuyện với mẹ nhiều, nhưng cũng có một số vấn đề em ngại nên không dám nói trực tiếp với mẹ mà toàn là nhắn tin thôi. Vậy nên anh mong rằng không có nhắn tin nữa, cứ nói thẳng với mẹ đi cho mẹ hiểu em nhiều hơn. Mẹ hiểu thì mẹ thương em nhiều hơn. Mẹ cũng đừng có sợ vợ con buồn. Nếu vợ con có gì không đúng thì mẹ cứ dạy bảo, vợ con hiểu sẽ thay đổi. Con yêu hai người nhiều lắm. Ba cũng có một chút khúc mắc cũng đã chia sẻ hôm nay rồi. Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì, muốn nói gì điều gì với con dâu mình không? Dâu chưa có biết nấu ăn rành rẽ thì giờ mẹ trẻ mẹ còn lo hết, còn em út đâu cố gắng hay cũng như là ráng tập nấu ăn, sau này không có mẹ già nữa con ráng còn nấu ăn cho chồng con vậy thôi. Còn đối với chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Chỉ mong mẹ với ba dành thời gian cho nhau nhiều hơn, mong mẹ cũng hiểu ba hơn. Ba thì kiểu như cái dạng trực tiếp người ít nói á, nhưng mà ba toàn thể hành động cho mẹ không à. Ba quan tâm lo lắng cho mẹ từng chút một, nhiều khi là do ba ít nói, ba ít chia sẻ nên nhiều khi mẹ cũng buồn cái vấn đề đó. Chắc mẹ không biết đâu, lần đó là điện thoại của mẹ là sắp bị hư rồi, cảm ứng nó hết nhảy á. Cái ba ăn cơm với vợ chồng em thì ba có nói là thôi lấy tiền của ba đổi điện thoại cho mẹ đi,
Thì hai vợ chồng em cũng nói là thôi mẹ còn xài được, tại mẹ cũng chưa nói gì hết, để có gì tụi con coi làm sao. Thì qua vài ngày sau á, điện thoại của mẹ hư, thì đó ba kêu lấy tiền đi đổi. Nhưng mà hai vợ chồng em thấy điện thoại cũng rẻ nên thôi hai chồng em mua cho mẹ luôn. Nên nhân đây cũng muốn nói cho mẹ biết là ba quan tâm mẹ như thế nào, để mẹ với ba dành thời gian cho nhau, đi du lịch, đi ăn, đi chơi, dành thời gian cho nhau nhiều. Cô có muốn điều đó không? Cũng được. Rồi, cảm ơn cô với em rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cô, mẹ cũng cố gắng thì những cái gì mà mong muốn của có các con để cho gia đình được vui vẻ hạnh phúc, thì mẹ cũng cảm ơn tụi con cũng quan tâm với sự cha mẹ, thì mẹ cũng rất là vui quan tâm với tình yêu của cha mẹ đó. Rồi con dâu hứa gì với mẹ đi. Thì em hứa với mẹ là con sẽ cố gắng học nấu ăn, rồi có gì sau này sẽ nấu những món ăn ngon ngon cho mẹ, rồi có vấn đề gì con sẽ chia sẻ thẳng với mẹ luôn.